Đồng Nai phát hiện nhiều trường hợp xả thải bất hợp pháp gây nguy hại cho môi trường. Chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh nhận 2 con khỉ đuôi lợn từ người dân. Sáng kiến chế tạo xe chạy bằng năng lượng mặt trời không cần đổ xăng.